Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp cho đến nay vẫn là con đập lớn nhất thế giới khi việc xây dựng bắt đầu vào năm 1994. Đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn để chế ngự dòng sông dài nhất của nước này. Nó được ví như một biểu tượng của sức mạnh con người trước thiên nhiên, trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Xét trên phạm vi thế giới, đến nay chưa từng có con đập nào thu hút được nhiều sự chú ý như đập Tam Hiệp. Xung quanh đập Tam Hiệp có những điều mà không phải ai cũng biết. Những thông tin sau đây sẽ khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Chắc hẳn sẽ có nhiều người đặt câu hỏi đập Tam Hiệp là ý tưởng của ai? Câu trả lời đó là lãnh tụ của cách mạng Tân Hợi, Tôn Trung Sơn. Ông là người đề xuất ý tưởng về đập Tam Hiệp từ đầu năm 1919. Theo tờ Interesting Engineering, trong một bài báo có tiêu đề Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, lãnh tụ Trung Quốc Tôn Trung Sơn đã đề xuất ý tưởng xây dựng một con đập không chỉ giúp kiểm soát lũ sông Dương Tử mà còn thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Mặc dù một số người cho rằng đập Tam Hiệp có thể nhìn thấy từ không gian, nhưng điều này không đúng. Tuy nhiên, quy mô của con đập này là khổng lồ. Được làm từ bê tông và thép, đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m, và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập, 463.000 tấn thép, đổ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181m so với nền đá. Mặc dù đập Tam Hiệp gây tranh cãi vì những tác động tiêu cực đến môi trường, song con đập cũng có một số lợi ích tích cực đáng chú ý. Đập Tam Hiệp được thiết kế để phục vụ ba mục đích chính là kiểm soát lũ ở Trung Quốc, sản xuất thủy điện và cải thiện giao thông. Để tạo ra điện, dự án thủy điện cần cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Đập Tam Hiệp cung cấp điện cho hàng triệu người bằng 34 máy phát điện khổng lồ, tương đương với một nhà máy điện sử dụng 25 triệu tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than. Một điều rất đáng nói là ý tưởng xây đập Tam Hiệp đã mất hàng thập kỷ để trở thành hiện thực. Trong hàng chục năm, ý tưởng xây dựng một con đập đủ lớn trên sông Dương Tử dường như không khả thi. Sau khi Tôn Trung Sơn đề xuất ý tưởng xây đập năm 1919, vấn đề đập Tam Hiệp đã không được thảo luận cho đến năm 1944-1946. Trung Hoa Trung Quốc đã ký hợp đồng với Cục Cải tạo Liên bang Mỹ để thiết kế con đập vào năm 1946. Tuy nhiên, dự án này đã nhanh chóng bị hủy bỏ do cuộc cách mạng giành chính quyền ở Trung Quốc sau Thế chiến thứ hai. Có nhiều nỗ lực để xây dựng con đập vào những năm 1950 và 1970, nhưng bất ổn xã hội luôn buộc dự án phải hoãn lại. Phải đến ngày 14 tháng 12 năm 1994, đập Tam Hiệp mới chính thức được khởi công và đập vận hành vào năm 2009. Kể từ khi đập Tam Hiệp được công bố xây dựng, dự án liên tục gây tranh cãi và bị trì hoãn. Thưa quý vị, dự án đập Tam Hiệp ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2008, nhưng chi phí tăng vọt, quan ngại về môi trường, tham nhũng, các vấn đề tái định cư khiến tiến độ dự án bị chậm lại và đôi khi bị đình trệ. Sự hình thành con đập cùng hồ chứa khổng lồ đã tác động ghê gớm tới môi trường thượng và hạ nguồn sông Dương Tử. Nhiều loài sinh vật trong vùng đều bị ảnh hưởng, một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chất lượng nước biến đổi rõ rệt, cư dân trong vùng phải đối mặt nguy cơ động đất và sạt lở đất. Theo báo chí Trung Quốc, lượng nước tăng lên trong vùng hồ thủy điện làm sói lở bờ sông ở 91 vụ lưu của dòng Dương Tử, gây ra những con sóng cao tới 50m. Các thảm họa địa chất thường trực là mối đe dọa nghiêm trọng đối với người dân sống trong vùng ảnh hưởng của con đập. Theo Hạ Bá Vinh, một nhà sinh vật học ở tỉnh Hồ Bắc, trên dòng Dương Tử xưa nay người ta ghi nhận có tới 300 loài cá. Con đập đã tạo ra một rào chắn khổng lồ mà các loài thủy sinh khó có thể vượt qua. Cá không thể lên thượng nguồn đẻ trứng và số lượng cá thể giảm đi nhanh chóng. Một trong những tác dụng phụ của việc xây đập Tam Hiệp là các thị tứ và cánh rừng trong vùng nước ngập phải bị phá bỏ và thu dọn nhằm tạo điều kiện cho tàu bè lưu thông. Tuy nhiên, việc mất rừng và đất nông nghiệp dẫn tới xói lở bờ sông, tạo ra trầm tích ở đáy sông và đáy hồ chứa. Đồng thời, việc này cũng làm tăng nguy cơ ngập lụt cho vùng thượng nguồn. Trong khi đó, trầm tích và phù sa, những thứ rất cần thiết cho việc trồng trọt bị chặn lại, khiến đất đai vùng hạ lưu trở nên bạc màu. Việc phá hủy làng mạc còn dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường,
sông Dương Tử đã bị ô nhiễm từ việc chuyên chở than, từ các trận mưa axit và từ chất thải của nhiều trung tâm công nghiệp của Trung Quốc. Các chất gây ô nhiễm từ những khu vực bị xóa sổ cũng góp phần làm dòng sông thêm bẩn. Người ta đã gây quỹ để giúp làm sạch vùng lòng hồ, nhưng chỉ thời gian mới cho câu trả lời về hiệu quả. Lưu tốc nước trong vùng lòng hồ thấp dần và người ta lo ngại các chất độc hại sẽ lưu cữu trong nước, khiến chất lượng nước ngày càng xấu đi. Ông Hà cho hay, những hậu quả khác từ việc xây đập Tam Hiệp là hàm lượng oxy trong nước rất cần thiết cho sự sống của các loài sinh vật đã giảm xuống. Theo ông, sự có mặt của con đập ngăn cản quá trình hòa tan oxy vào trong nước. Do dòng chính của sông đã bị chặn lại, nước sông ở phía dưới đập sẽ chảy chậm hơn, lượng oxy trong nước sẽ thấp hơn trước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái thủy sinh vùng hạ lưu. Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là nơi cư ngụ của 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. Tất nhiên, không thể phủ nhận thủy điện là ngành công nghiệp sạch khi không tạo ra khí nhà kính. Việc vận hành thủy điện Tam Hiệp khánh thành năm 2006 tiết kiệm 50 triệu tấn than vận hành các nhà máy nhiệt điện, hạn chế hiện tượng mưa axit, giúp làm sạch không khí. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Và ngày càng có nhiều người nghi ngại về sự tồn tại của đập thủy điện lớn nhất thế giới này. Tính ra, đã có 140 thị trấn, 1.000 làng mạc, 2 thành phố, 100.000 hecta đất nông nghiệp màu mỡ đã ngập chìm trong vùng lòng hồ. Khoảng 1,9 triệu người phải di dời. Lũ lụt theo mùa của sông Dương Tử là một nguyên nhân chính gây lo ngại cho người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên trong vô số năm. Sông Dương Tử là con sông dài thứ 3 trên thế giới, dài 6.357 km trên khắp châu Á. Đập Tam Hiệp giúp giữ nước trong mùa lũ, bảo vệ hàng triệu ngôi nhà và cuộc sống ở hạ lưu cũng như các thành phố quan trọng nằm liên kề với Dương Tử như Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải. Các hồ chứa của đập Tam Hiệp có diện tích khoảng hơn 1 triệu km2. Đập Tam Hiệp tạo ra sản lượng điện gấp 11 lần so với đập thủy điện Hoover khổng lồ của Mỹ. Với sản lượng điện được tạo ra rất lớn, lượng nước của đập đủ khả năng sản xuất 22,5 triệu kW điện. Đập Tam Hiệp được cho là cung cấp phần lớn điện cho toàn bộ Trung Quốc. Ước tính tổng chi phí của con đập đã dao động từ 25 tỷ đô la Mỹ và tăng vọt lên tới 37 tỷ đô la Mỹ theo một số tính toán. Thưa quý vị, có thông tin cho rằng con đập lớn nhất hành tinh khiến trái đất quay chậm hơn. Vậy thực hư ra sao? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới về tổng công suất sau khi công trình hoàn thành. Khi mực nước ở mức cao nhất, tổng diện tích đất bị ngập là 632 km2. Hồ chứa nước có sức chứa khoảng 39,3 km3 và lượng nước sẽ có khối lượng lên tới 42 tỷ tấn. Sự dịch chuyển của một khối lượng nước lớn như trên sẽ tác động đến chuyển động quay của trái đất do hiện tượng mang tên moment quán tính. Trong đó, quán tính của một vật thể rắn xoay tròn sẽ tương ứng với chuyển động quay của nó. Khoảng cách từ vật thể tới trục quay của nó càng lớn, vật thể càng quay chậm hơn. Ví dụ, một vận động viên trụ băng nghệ thuật phải ép sát cánh tay vào cơ thể để giảm moment quán tính nếu muốn xoay tròn nhanh hơn. Tương tự, một vận động viên lặn muốn nhảy lộn nhào nhanh hơn sẽ chọn tư thế ôm gối. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó là chậm chuyển động xoay của địa cầu, dù tác động gây ra sẽ vô cùng nhỏ. Theo các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, sự dịch chuyển của khối lượng nước lớn như trên sẽ làm ngày dài thêm 0,06 mili-giây, khiến trái đất hơi tròn hơn ở giữa và phẳng hơn ở đỉnh. Tác động cũng làm điểm cực lệch đi khoảng 2 cm. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác động này không đáng lo ngại bởi chuyển động quay của trái đất thay đổi thường xuyên do ảnh hưởng của mặt trăng và động đất. Mặt trăng rút ra xa dần trái đất sẽ làm chuyển động quay của hành tinh thay đổi nhẹ. Siêu động đất năm 2011 ở Nhật Bản từng khiến ngày trên trái đất dài thêm 2,68 giây. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.